chấm riệp xúc phục mại bông phôn ngày ni mực chụp chụp mồi nương nương nhom sai chật mày một đong tiệt ha cha cứ viết sầm lo sầm lọ cha cha miền tây ăn nồng nồng lập bơ cha miền sạc cây sạc mà rôm nồng tì cha ai lấy từ mồi nương nhom phơi từng ốc nia nát bông phôn cha ai lấy kêu sầm lo prahan nung cha tai nên khiêm hai sầm lo sầm lọ cha ai lấy nên khiêm phơ rụi rồi hai bông phôn cha nên nung nên lập bơ nên khiêm chặt chia chấm nát bài này hai sắc cây nắng nên khiêm mu hai nhì bẩn tách nà bông phôn làm bay ở chân chết ngồi cha hai nít chia sạc tì nâng sạc mà rôm hai trái nâng nhầm bài bạc nít bông phô ôn trái chlắng nít chia tâm nâng chia cha đòm nằm bài đạ châu cha hai cường đã trập xong nâng xâm lo nâng chăm nâng nhầm sạc nâng nhầm nâng riêp rô bạc bông phô cha bị rùa thay nít nâng nhầm bạc bạc đạ nâng chan ở bông phô mơ tê chả lấy tập phục hai nhưng không thua cả bằng sọc cây chó tâm nâng chìa mình tọa máu cho rung vào học hai vừa học mới đã tam tức xâm lộ bông phá ôn tơ chân năng tội chân năng thòm chà mình tọa mớt đã trời chốn chà nên khi nhóm bà sko xo ta mùi sạp bìa cà phê tế mùi chênh mùi sạp bìa cà phê đái hay em bớt ở toàn băng tề nên khi nhóm khách bài nha bông phôn chá đã lập bờ chỗ chá nên khi nhóm ngồi áo riêng phôi lập bờ tích sân bông phôn chà lâu lập bơ được bao nhiêu nhóm chà ấy lâu lập bơ ban cho ăn hái những nhóm hiếm khoai hái những nhóm đạn là nồn trời nôn ban để cho ăn nhưng nhầm băng lại sập tin năng lực mà rộng trời
cho ăn tích tơ bằng phổn chai lấy xùm lọ ban cho ăn hai bằng phổn chai lấy xùm lọ nên khi nhóm cho ăn hai ở côn bằng phổn là ban tạm đàn vì đồ nên khi nhóm tăng bệnh đám ra hốt đó chọc chun bờ bằng phổn xong ở miền sọc hợp hiệp là o cha chùm riệp lia bằng phổn.